Xin chào mọi người, mình là Đan Anh và đây là kênh YouTube của Tinh Tế. Trong video ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ trên tay cho mọi người một mẫu đồng hồ mới và khá hot của G-Shock, là G-Shock GE-2100RC, lấy cảm hứng thiết kế từ khối Rubik. Và với mức giá tầm khoảng 5 triệu đồng là 187 đô thì chiếc đồng hồ này sẽ có những cái chức năng gì thú vị hoặc là mang đến cho chúng ta trải nghiệm sử dụng như thế nào, thì mời mọi người xem cùng mình đến hết video này nhé. Ấn tượng đầu tiên về mẫu đồng hồ này có thể nói là sự kết hợp màu sắc rất trẻ trung, dễ thương và năng động. Hiện tại thì mình đang cầm trên tay, lúc mà mình đã thay cái mặt đồng hồ này màu đen. Ngoài ra thì mọi người có thể đổi sang mặt màu trắng, và đối với mình thì màu trắng nó sẽ đẹp hơn, tạo cái sự nổi bật hơn cho sản phẩm. Ngoài ra thì chúng ta có những màu sắc chính chủ đạo ở phần dây như là màu cam và màu xanh lá cây, là những cái màu sắc rất là cá tính, nổi bật ha. Còn phần trong mặt đồng hồ thì sẽ là những cái màu sắc y như là cái khối Rubik này vậy, nó có màu vàng, màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây và trắng. Về tổng thể thì mình thấy đây là một cái mẫu đồng hồ nó có kích cỡ vừa tay và khá là phù hợp với nhiều kích thước cổ tay khác nhau của người sử dụng. Cái thao tác đeo và mở ra thì rất là đơn giản như những cái chiếc đồng hồ phổ thông khác thôi. Và đồng hồ thì sẽ có một mặt số bát giác lấy cảm hứng từ một trong những mẫu đồng hồ thể thao nổi tiếng nhất là Audemars Piguet Royal Oak, cho nên là nó sẽ có được cộng đồng người hâm mộ riêng. Và tổng thể thì mình cảm thấy G-Shock lần này vẫn đảm bảo được một cái thiết kế rất là ngầu, trẻ trung, năng động. Kết hợp thêm với màu sắc trẻ trung, cá tính như thế này thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những mẫu đồng hồ hot và được nhiều người ưa chuộng. Kích thước mặt đồng hồ lần này thì mình nghĩ là nó ở một cái mức vừa phải. Cổ tay mình rất bé cho nên là khi mà đeo vào thì Đan Anh cũng cảm giác là nó không có bị thô và khá phù hợp. Kích thước lock to lock thì sẽ là 48.5. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nút điều khiển, 2 nút ở hai bên. Chúng ta sẽ có 3 kim ở cái phần kim đồng hồ, kim phút và kim giờ thì được làm màu trắng, và nó còn có một chút dạ quang để cho khi mà trời tối thì chúng ta vẫn có thể nhìn được. Chúng ta sẽ có một cái kim phụ nữa, và cái kim phụ này thì sẽ nằm ở khu vực thứ ngày ở trong cái đồng hồ này. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái chuẩn chống nước như là 200m nè. Rồi có những cái chức năng khác như là hẹn giờ, tắt tiếng, bấm giờ. Rồi chúng ta có thể điều chỉnh và xem lịch bản niên lên đến năm 2099 lận. Ngoài ra thì có thể điều chỉnh các múi giờ khác nhau. Tiếp theo thì mình sẽ cho mọi người xem một vài cái thao tác cũng như là cái tính năng mà chiếc G-Shock GAE-2100RC này mang lại. Chúng ta có thể bấm giờ báo thức và hiển thị múi giờ thứ hai đều có đủ. Múi giờ thứ hai thì mọi người có thể chọn nút mode đến 1WT rồi nhấn Start để chỉnh đến đúng giờ thành phố tương ứng với múi giờ. Hai kim giờ phút vận hành bằng motor cho nên là 20 giây nó sẽ nhích được khoảng 1/3 vạch. Nó có thể hiển thị ngày tháng thứ có kim riêng ở góc 9 giờ. Và phát quang bằng đèn LED ở góc 5 giờ để nhìn cả mặt số luôn. Bên cạnh tính năng dạ quang thì còn có màn hình LED nữa. Tổng kết lại thì ngoài một cái vẻ ngoài rất tươi tắn, trẻ trung và cái sự kết hợp màu sắc vô cùng thích mắt như thế này, thì những cái tính năng lần này mà G-Shock vốn có mang lại thì mình cảm thấy đây là chiếc đồng hồ có thể hài lòng được rất là nhiều bạn trẻ cá tính và thích sử dụng những cái chiếc đồng hồ G-Shock từ trước đến giờ. Và đó là tất cả những gì mà Đan Anh muốn chia sẻ cho mọi người về chiếc đồng hồ G-Shock GAE-2100RC này. Với mức giá tầm khoảng 5 triệu thì mọi người thấy đây là một sản phẩm như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của mọi người phía dưới phần bình luận cho Tinh Tế biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.